Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị kêu gọi phương cách chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Tin từ Washington DC, tại Viện Brookings Institute ở Hoa Thịnh Đốn trong ngày 20 tháng 9 năm 2013, Ngoại trưởng Trung Cộng Wang Yi kêu gọi phương cách chính trị để giải quyết khủng hoảng tại Syria. Ông Wang Yi nói rằng Trung Cộng mạnh mẽ chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất cứ quốc gia nào, nhưng tin rằng phương pháp chính trị là giải quyết duy nhất có thể giải quyết khủng hoảng tại Syria. Theo lời của ông Wang Yi, thì Trung Cộng ủng hộ nỗ lực tước vũ khí hóa học của Syria, nhưng kêu gọi một hội nghị Geneva thứ hai để đưa lại một giải đáp chính trị tốt đẹp cho Syria. Người ngoại trưởng của Trung Cộng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận giữa Nga và Hoa Kỳ tước vũ khí hóa học của Syria, nhưng đồng thời cũng lên tiếng cho rằng cần có sự quyết định nhanh chóng về việc làm thế nào để tước vũ khí hóa học của Syria. Trong buổi diễn đàn họp mặt giữa các quan chức cao cấp tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày 20 tháng 9 năm 2013, ông Wang đã trả lời các câu hỏi trong chủ đề như mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, tới những sự tranh chấp giành lãnh thổ tại Biển Đông với các nước láng giềng của Trung Cộng. Ông Wang nói rằng Trung Cộng sẵn sàng bàn thảo với Nhật về vấn đề tranh chấp tại các hòn đảo Senkaku, nhưng việc đầu tiên là Nhật Bản cần có sự đồng ý bàn thảo.